ngày rằm thiêng liêng lịch sử, Phật về trên đỉnh Chân Như. Vương Lâm Ti đi thật xa mà con cứ ngỡ quanh nhà, cảnh vô sư với hai Phật về đẹp giữa ngàn hoa. Phật mỉm cười tươi thật vui, từ bi bát ngát hương đời, hiện thân anh nhi thánh hạnh, ba ngàn thế giới xinh tươi. Chân hồng sen vàng bày đó, chân hồng sen vàng bày đó, đất thiên nở rực hào hoa, thất chi bồ đề nhiếp hoa, bao thành soi chiếu chân gian. Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng Phật khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, nguyện trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh. Cầu phần thương gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố chi tu học vững bền, xa biên khổ buồn mê chóng quay về bờ giác. Từ thời Việt Nam quốc Tiền Giang, tính chợ gạo huyện đăng hưng phước xa vinh phước ấp, thiên phước cổ từ trụ phụng đệ tử hiệp chung đăng đạo tràng Phật tử. Tâm thành thiên lễ kỷ niệm khanh đăng đức từ phụ Thích Ca Như Lai đáng sanh. Giờ này đệ tử họp thời thanh tịnh đàn tràng chú viên, phụng diễn kinh văn xưng tam hồng danh, nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ nguyện, quốc thời dân ngàn thế giới hòa bình chư tai tiêu diệt. Hiện tiền đệ tử đại chúng tinh tấn tu hành, tấn tu đạo nghiệp, nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khô, giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài biến pháp giới, cúng dường thập phương tam báo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật thập phương thế giới, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật gia, nhất tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biến pháp giới, hoặc thiên vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tam thường trụ tam ma. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Bà Giáo Chủ Điện Ngữ Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Hồng Hoa Giáo Chủ Tôn Phật Đặc Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
ai hành vô hiệp bộ ô pháp chư tôn bồ tát linh sơn hội thượng phật bồ tát. Chỉ tâm đảnh lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật. Đại bi quán thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát. Đại nguyện địa tạng vương bồ tát thanh tịnh đại hải chúng bồ tát. Lương xa nhìn ta dưới thì mong bất chưa phán ai hồi tâm dĩ tùy trong lòng đạo trong
chúng ơi thọ ơi sanh ơi thánh na ba gia mong a ứng a đi vàng người vàng tiếng ta một
đàn lễ nhất san bổ sơ hiện trú đâu xuất ngã bồ hòa sơ thất na cha mau niệm phật nhất tâm đàn lễ ta bà hoa độ ứng hiện sanh na thân a bồ a sơ thân a ca mô a đề phật nhất tâm đề hoàng cung tham chất hiện trú thay tạng bồ kinh lễ đạo xuất gia trần ma gia ứng mộng bồ ma sơ a thất mô ni phật nhất tâm đảnh lễ Phật Nam Mô A Di Đà Phật.
sơ thế na ca mô ni phật nam mô bổn sư thế na ca mô ni phật nam mô bổn sư muốn nghe
Này thiên nam tướng phải biết rằng do bởi vô thi trì giới nhân nhục tinh tâm thiền định tri huệ từ bi hỷ xa lớn do sa quỷ tất cả Phật pháp và những thiên chúng tri của Như Lai đều chi thiện và thanh tịnh nên Như Lai đường. Nếu ai với tâm thanh tịnh và làm chốn sự cùng dưỡng cho chư Phật Như Lai họ dân hương qua hành lang tràng phan và an trí những cái gối niệm mở trước Phật cùng các Bồ Tát lại nương tôn thương nhiều để tâm dương mùi hương đã sống gần pháp giới dân cũng thức ăn nước uống lại dùng mắm nhà và tàn thàn công đức tôi thân phú Như Lai vang lời thề nguyện thù thắng và hồi hướng đến vô thường biện nhân thì trì có thể được là vô lượng vô biên và tương tùng mãi cho đến khi chứng quả Bồ Đề vì sao thế phước trì của Như Lai nghĩ bạn vô số vô lượng và không ai có thể sánh bằng này thiện nam tử chư Phật thế tôn đều đầy đủ ba thân pháp thân bảo thân giả quá thân sau khi ta nhập niết bàn nếu ai muốn cúng dường ba thân này thì họ nên cùng dường xá lời dường xá lời có ai loại một thân con xá lời ai pháp tùng xá lời ca pháp do duyên sanh Như Lai đối nhân này là lời chư Phật dạy nếu thiện nam tin nợ và hàng năm chung đệ tử xuống giá nào tỳ kheo đi xa di thân xoa ma na muôn tàu tường Phật hoặc những ai không xuống mà muôn đóng góp chung với đa thập chi lớn bằng hạt lúa tè cái tham chỉ lớn bằng qua tao vô trụ nhỏ như kim mãi kim nhỏ như vò trong xa lời nhỏ như quả bị chém bay phá tùng và đang ở trong tham đó thì cũng như lấy kỳ trần gì bào mà làm cúng dường của mọi người và nếu có thể chi thật cung kính thì cùng như chính ta hiện thân không gian này thiền nam tử nếu có chung sách nào một luồng biến khô hẹn hai phần tinh tâm thân tình ba lòng và ngay thẳng bốn gần gũi bằng lành năm nhằm trí tuệ bay luôn thọ trì chánh pháp ban có thể thực hành theo lời dạy chính tùy ý vãng sanh vào quốc độ thanh tịnh của chư Phật mười người thì sẽ sống trong gia đình tôn quý giàu sang đường mọi người cùng kính và ai thấy cùng điều quan ý mười hai khi sanh nhân gian thì tự nhiên sẽ luôn tôn nhớ Phật mười ba bè lũ của ma quân không thể tồn tại và náo loạn mười ba có thể chẳng và mở trong đời mang pháp mười bốn đường mười bốn chữ Phật gia hộ mười lăm sơn đường thắng tồn ngũ Phật pháp thân giới định tuệ giải thoát tri kiến lúc bây giờ thế tôn liền ngồi bài kể rằng sao khi ta nhập về xa lời muốn cúng dường cổ về mà
tình bồi Bồ Tát nghĩa bài. Ngài nhân vâng rằng bằng thế tôn chúng sanh ở đời sao cần phải tâm tưởng như thế nào. Phật bảo thân tinh tuệ Bồ Tát các ông cần phải đối với Như Lai đừng chăm vào hai cái thay lên lãng chăm hương chăm đoàn hoặc mê muội nơi cò và không ở trong các pháp lành. Phóng nhạc chàng đắc nhầm ba môn giải thoát công vô tướng vô vì nghèo tu tâm trí tuệ luôn mong muốn ra khỏi tam giới. Trụ đời sanh tờ lại đối với chúng sanh ba cõi lòng từ bi rộng lớn và nguyện sẽ mau đường thành tu. Này thiền nam tư ta đã thuyền giảng từ thánh đế thập nhị nhân duyên và lùng đồ ba la mật cho ông bây giờ ta lại về quận vương hoàng tư đại thần hoàng hậu cung phi trời trong người và quỷ thần mà chỉ dạy phương pháp tâm tường. Sự cung dương tâm tường là đệ nhất và thắng hơn việc đem độ bảy báo nhiều như các sông hằng để bố thí. Hai lấy các loài hương như là hương ngũ đầu chiên đàn, hương chiên đàn trăng, hương chiên đàn tiêm, hương trăm thủy, hương quân lộc, hương lòng nào hương linh lăng, hương cây ốc, loài hương quý khác rồi đặt chung trên một miếng đá xanh và nghiền là thành bột. Hương bột với hương đê làm thành nước hương và đổ vào trong bình rằng lại nữa tay một nơi thân tình hại lấy đất xanh mà dừng làm. Quán trò hai vô kính cho tùy theo quan cảnh trên đó an tri các đồ vật vấn đề tâm còn hướng Phật thì được đặt ở chính giữa. Rồi đưa hương nóng ấm để tay rửa thường rồi tiếp tục rồi nước trong như thế cho đến khi tường đường sạch sẽ và tôn kia. Phải là nước sạch vì như thế sẽ không làm hại côn trùng trong lúc tâm tường có thể thấm ướt bàn tay vào nương đã tắm tường. Những giọt nước từ hai đầu ngón tay nhỏ xuống lá trên trang của mình đây gọi là nương cát tường về phần đường. Hai xa nước chai ở trên chỗ đơn xanh và để chân của mình dặm đạp khi đã tâm tường xong hãy lấy một cái khăn miệng mình cho sanh sao đó hai đó các hương quỳ để hương thơm lan tỏa khắp quanh tường khi xong hãy an trì tường về bao vân. Nam tờ gió bơi tâm tường vẫn vương thích như thế nên có thể khi các ông cùng hàng đại chúng trời người yên đời giàu sang an vui không bền và sống mỗi người đều mong cầu không gì là chẳng tôi còn bạn bè thân quy tạm nàng tiêu trừ gã khối bề ngộ bình viên không thọ thân nữ và sơn thành chẳng già khi đã an tri tường và đồn càng mặc đó chưa tường nghiêng thật chân tay và ai đồng bài kề rồi đừng như lai con đưa trang nghiêm tu nguyên chúng quần sanh đời năm trường mau chứng như lai tình phàm thế giới định tuệ dài tri kiên hương luôn phát phân nguyện cõi hương này cũng như thế vô lượng.
pháp sơ cùng nguyện ba đường khổ ác dịch. Nhiên nào đường thắng lớn nếu phát vô thượng Bồ Đề tâm kính rời sông mãi lên bờ kia khi phần thuyền kinh. Lúc bây giờ trong đại chúng có vô lượng vô biên vô Bồ Tát đắc vô cầu tam mười vô lượng thiên chúng quê bận coi cao chỉ thanh giác lập nguyện cao phần hòa tám mươi bốn ngàn chúng sanh pháp tâm vô thường chẳng gian lúc ấy đánh đánh tuệ Bồ Tát bạc Phật rằng tên đại sư dạy chúng con phương văn tâm từ con nay sẽ khuyên bào quân dương nay thần già hơn tại những ai có tính tâm không đứng rằng trong mỗi ngày hai tâm rồi tôn tướng đi sẽ được lời ích lớn chúng con luôn hộ trì và quan hệ phúc hạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dũng nhan Phật tốt là lùng hào quang chiếu sang khắp cùng mười phương từ lượng đời tế độ sáu đường chúng sanh được thấy ương lại nghe danh cũng nhờ kiếp trước căn lành trong sâu thế tôn đồ pháp nhiệm ô lạc làm cho điều quy đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ni A Phật Na Nam Mô
Bồn Ma Sư A Thích Na Ca Mô Ni Phật Nam Ma Mô Bồn Sư A Thích Na Ca Mô Ni Phật Nam Ma Mô Bồn Ma Sư A Thích Na Ca Mô Ni Ca mâu A Di Phật A Nam Ma Mô A Bồn Ma Sư Thích Na Ca Mâu Ni Phật A Nam Ma Mô A Bồn Thích Na Ca Mâu A Di hân hoan kinh hoàng đại lễ về giờ
hiệp hòa bình lan xa. Nhân loại chào mừng bừng sáng về ra. Về ra lịch sử được Phật Thích Ca. Về ra nhân loại năm châu Thái Hòa. Về ra đại lễ Phật đản sinh thành đạo nhập niết bàn. Hòa niềm tin ngôi bao hân hoan, người trần gian sẽ vui ca vang. Tìm hiệp quốc tôn vinh Đức Phật Thích Ca. 25 thế kỷ lưu truyền đạo từ bi phát huy tình thiện. Tuổi ra chính pháp sáng soi đường đời. Hân hoan kính mừng đại lễ về ra. Về ra kết giới bao ra chúng tổng. Về ra thông điệp hòa bình lan xa. Nhân loại chào mừng bừng sáng về ra. Về ra lịch sử được Phật Thích Ca. Về ra nhân loại năm châu Thái Hòa. Về ra đại lễ Phật đản sinh thành đạo nhập niết bàn. Hòa niềm tin ngôi bao hân hoan, người trần gian sẽ vui ca vang. Tìm hiệp quốc tôn vinh Đức Phật Thích Ca. 25 thế kỷ lưu truyền đạo từ bi phát huy tình thiện. Tuổi ra chính pháp sáng soi đường đời. Hân hoan kính mừng đại lễ về ra. Về ra kết giới bao ra chúng tổ. Về ra thông điệp hòa bình lan xa. Nhân loại chào mừng bừng sáng về ra. Về ra bừng sáng.